Ngày 8 tháng 7 năm 2021, Bộ Y tế ban hành quyết định số 3355 QĐ-BIT triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 năm 2021-2022. Trong kế hoạch này, Bộ Y tế công bố 16 nhóm đối tượng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. 16 đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 bao gồm: 1. Người làm việc trong các cơ sở y tế công lập và tư nhân, ngành y tế nói chung. 2. Người tham gia phòng chống dịch, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên. 3. Lực lượng quân đội. 4. Lực lượng công an. 5. Nhân viên, cán bộ ngoại giao và thân nhân được cử đi nước ngoài, người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 6. Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. 7. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước. 8. Người thường xuyên tiếp xúc với nhiều người như giáo viên, học sinh, sinh viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục đào tạo, lực lượng bác sĩ trẻ, người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá. 9. Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi. 10. Người sinh sống tại các vùng có dịch. 11. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. 12. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 13. Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế, cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch. 14. Các chức sắc, chức việc, các tôn giáo. 15. Người lao động tự do. 16. Các đối tượng khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đề xuất các đơn vị viện trợ vaccine cho Bộ Y tế. 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm gồm: 1. Tỉnh, thành phố đang có dịch, trong đó ưu tiên tiêm trước cho đối tượng vùng đang có dịch. 2. Tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm hoặc có thực hiện thí điểm các đề án phát triển kinh tế của Chính phủ. 3. Tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đông công nhân và dân cư. 4. Tỉnh, thành phố có biên giới, giao lưu đi lại lớn, có cửa khẩu quốc tế. Lộ trình tiêm chủng COVID-19 của Việt Nam: hiện đã có khoảng 105 triệu liều từ các nguồn cung ứng khác nhau được cam kết phân bổ cho Việt Nam, với mục tiêu cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 có thể đạt miễn dịch cộng đồng. Bộ Y tế đặt kế hoạch hết năm 2021, tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm phòng. Hết quý 1 năm 2022, trên 70% dân số được tiêm vaccine, 90% người trong độ tuổi tiêm chủng sẽ được tiêm. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của VinMec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.